Cửa hàng Nhật Nung Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc. Anh em nào đến địa chỉ của cửa hàng thì mình sẽ đi đến ngã tư sông Ray và đi về hướng Bầu Lâm khoảng 500m nha mọi người. Thì em nằm bên tay trái nhé. Đó, anh em nào đi thì nhớ chú ý là mình đi về hướng Bầu Lâm 500m ha. Rồi, hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một cây máy cưa xích rất là đặc biệt, hàng hệ đời mới. Thì đây là máy cưa xích Shinoway 501SX. Dòng này là máy tầm trung dạng lớn, nghĩa dành cho anh em sử dụng cắt cưa chuyên nghiệp, đi cắt cưa thuê ha. Đó, bổ xẻ nọ là rất là ok ha. Rồi, thì đây là đời Shinoway 501SX. Dòng này thì công suất của nó là 50,1cc nha mọi người. Đó, dành cho anh em cắt chuyên nghiệp. Rồi, giờ sẽ quay chi tiết cho mọi người xem về máy này. Đó, chiếc tiên lam thì đang được ráp lam 50. Lam là lam Latin, xích là xích chung 91, xích mới nha. Anh em có thể xài xích đại, xích chung, xích nào cũng xài được nha mọi người. Chén zin của em này là đã là cái chén đồng tiền, nên anh em có thể sử dụng tất cả các loại xích, nghĩa là công suất của máy này thì anh em có thể sử dụng xích đại nữa. Đó, đây, chén đồng tiền. Đó, thì cái phần mặt dưới của lốc máy thì nó chưa bị chảy ra nhiều hết. Nếu nói về độ đẹp của máy này thì nó nằm được 95% nha mọi người. Đó, này, các lốc máy, đây là cái đường mà khi mà người ta để kê dưới đất, người ta rê máy ha. Nó chỉ chảy một rất là ít, không có bao nhiêu ha. Đó nha mọi người. Đấy, còn rất là mới, rất là đẹp. Chén là chén đồng tiền nha. Các cái phần mạc đen này em đang thử máy nha mọi người. Nên là nhớt máy nó ra ha. Rồi, ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc và trực tiếp bằng khóa 13 và tăng xích trực tiếp tại ốp. Đó, tem mạc Shinoway còn nguyên. Khá là mới ha. Rồi, vừa rồi đang quay dở thì em lại có việc bận một chút. Thì chắc vừa em có đang giới thiệu đến phần ốp lam này ha. Rồi, tiếp theo là đến mặt lớp trước máy. Thì Arcander ốp lam này thì nó tăng trực tiếp tại ốp nha mọi người. Đây tăng là tăng ở đây ha. Đó, mặt lớp trước của máy đây. Các lớp sơn trước máy này chảy có vài nốt chấm nhẹ nhẹ ha. Đó, rất là ít nha mọi người. Còn cực kỳ là đẹp. Tình trạng máy riêng nguyên bản, không lai một con ốc. Bảo hành bao lột lòng 6 tháng cho anh em mua. Đó, máy là bao zin từng con ốc, không có lai một cái gì luôn ha. Tình trạng máy 95% là anh em đủ biết cái độ đẹp của máy là như thế nào, đồ nó liền lạc cái nào đấy ha. Đây. Đó, đời này tay thắng xích là vẫn còn này. Rồi, xích vẫn khóa được bình thường nha mọi người. Đó, xích vẫn khóa bình thường. Đây tay thắng xích nhá. Mã số seri của máy 37004970. Đây, 501SX Yamabiko Made in Japan nha mọi người. Hàng chuẩn của Nhật Bản nhé. Đó, đây, bên phía hộp giật và phía lốc của máy, cái ốp trên máy này, các tem mạc vẫn còn nguyên. Tem mạc Japan này. Đó, các tem mạc thương hiệu của máy, cách hướng dẫn sử dụng còn nguyên. Đó, máy này được sản xuất năm 2016 nha mọi người. Đó, được sản xuất vào năm 2016 nhé. Hàng đời mới nhất bây giờ ha. Shinoway 501SX, tem mạc hộp giật vẫn còn. Đó, thiết kế của mẫu mã máy thì nhìn cũng rất là gọn gàng, rất là đẹp mắt nha mọi người. Đó, đây có hai bình nắp chứa nguyên liệu. Đằng sau nắp màu đỏ này là xăng pha chung với nhớt, còn đằng trước này là nhớt thải để nuôi lam xích nha. Đây, công tắc đây. Ở đây là chốt cần e. Đó, rồi giờ em sẽ mở bộ lọc gió cho mọi người xem. Đó, bên trong này, bộ lọc gió, đây là màng lưới lọc này, còn cực kỳ là sáng, rất là mới. Đó, màng này thì lọc rất là tốt nha, lọc bụi rất là tốt. Có hai màng lớp lá gió nha mọi người. Đó, hai lòng lớp lưới ha. Buji thì nằm đây nha mọi người. Đó, chế xăng, đây là chế xăng gom rồ nha, chế xăng gom rồ. Rồi giờ em sẽ ráp vào và khởi động lên cho anh em nghe nha. Xong rồi anh. Dạ. 5 nó hết xui à, nguồn điện mà không nói được. Đây là e nhé, để lâu rồi xong mọi người sẽ đẩy nó ra như thế này, giật nó ho tiếng mọi người sẽ đẩy vào nhé. Đó, giật nó ho tiếng đẩy vào. Máy rất là êm nha.
công tắc đây, để xuống là tắt. Em cũng quên chưa cân cho mọi người xem tổng trọng lượng nó bao nhiêu ký, để cho anh em biết được mua ha. Dòng này dòng cắt chuyên nghiệp tầm trung, nặng tròn 6 ký nha mọi người. Nặng tròn 6 ký nhé. Đây, để anh em biết là cái độ mức độ nặng của nó xem như nào ha. Dòng này thì thiết kế nó cũng rất là nhẹ hơn là nhiều so với các cái dòng khác ấy, nghĩa là vòng tua công suất lớn, nghĩa là làm đa phần nó nhẹ, giảm nhẹ hơn rất là nhiều. Trên này nó có một cái băng xả áp, nếu anh em bấm vô này nó sẽ giật nó rất là nhẹ, nó xả hơi ha, giật nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đó, kéo nó nhẹ. Anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901. Số điện thoại có sử dụng Zalo nhé. Bên em có ship toàn quốc ha.